Xin chào tất cả mọi người, mình là Phương Anh và mình đang có mặt trên một chiếc du thuyền vô cùng xinh đẹp, đó chính là chiếc du thuyền The Spectrum of the Seas. Và ngồi bên cạnh Phương Anh là còn là một người xinh đẹp hơn nữa. Xin mời chị ạ. Tôi Phạm Kim Nhung, chủ tịch tập đoàn Novastar Group Travel, là thành viên của tập đoàn. Hân hạnh xin chào các bạn. Vâng, và Phương Anh cũng xin được chia sẻ cho mọi người, đó chính là nhờ Star Travel, nhờ chị Nhung mà Phương Anh cũng như là tất cả các bạn trong đoàn vừa qua đã có một chuyến du lịch vô cùng là đặc sắc, là độc đáo và mọi hoạt động rất là đa dạng trên chiếc du thuyền 5 sao này. Và chiếc du thuyền đã đưa Phương Anh cùng với tất cả mọi người đi qua Malaysia, đi qua Singapore và sắp tới là chúng ta cũng đã đến với hồi kết. Và ngày hôm nay thì trong buổi giao lưu này thì Phương Anh cùng với lại chị Nhung sẽ có những chia sẻ xoay quanh những cái hỏi đáp về chiếc du thuyền 5 sao này. Thì không biết rằng là mọi người có tò mò gì không nè. Phương Anh thì có rất là nhiều điều luôn, nay cũng được dịp tâm tình với lại chị Nhung nên là em cũng có nhiều câu hỏi ạ. Thì câu đầu tiên là em rất là thắc mắc, không biết là cơ duyên nào đã đưa chị đến với ngành du lịch ạ? Từ khi chị còn là sinh viên thì chị đã được thích khi mà chị có cái cơ hội để đón chào đoàn khách đến từ các nước bằng du thuyền cập cảng ở cảng Sài Gòn, cảng Vũng Tàu, thì chị cảm thấy rất là thích thú khi được cái cơ hội đi lên trải nghiệm. Chỉ là một cái buổi ngắn thôi nhưng mà mình rất thích và mình nghĩ rằng là tương lai tôi sẽ làm được điều này. Và từ đó là tâm huyết mọi thứ chị dồn vào cái sự đam mê của mình, và thế là khi mà các bạn đam mê thì chắc chắn là sẽ có cơ hội để đến, và đó là cái cơ duyên mà chị đã đến được với cái ngành du lịch cũng như là với ngành mà du lịch bằng du thuyền như thế này. Vâng, em có thể cảm nhận rất là rõ cái niềm đam mê và cái tâm huyết của chị cho ngành du lịch du thuyền này. Rồi em cũng có một thắc mắc, đó là tại sao chị lại chọn du lịch du thuyền 5 sao để mà chị tập trung, trong khi các công ty du lịch khác thì lại chọn khai thác du lịch đất liền vậy ạ? Như Phương Anh thấy đó thì trên thị trường nó rất là nhiều cái công ty họ đã đi trước mình và họ đã chọn cái phân khúc là đi bằng đường bộ, cho nên là khi mà mình mở ra một cái gì đó thì chị nghĩ là cái việc mình tìm một cái hướng đi riêng nó sẽ mang đến cho mình những cái gọi là thách thức cũng như là những cái cơ hội, cho nên đó là lý do và chị chọn du thuyền. Nhưng mà cái mà điều mà chị cảm thấy chị may mắn khi chị chọn cái loại hình du lịch bằng du thuyền thì nó mang đến cho chị một cái sự trải nghiệm rất là đặc thù, và chị nghĩ là nó là chị đã đi cái hướng đi đúng. Như Phương Anh thấy đó, thì Phương Anh thấy hôm nay Phương Anh ngồi trên chiếc Spectrum of the Sea thì Phương Anh đã thấy về tất cả những cái dịch vụ cũng như là những loại vui cái vui chơi giải trí trên này thì nó rất là khác biệt. Phương Anh nghĩ đến một cái mà hình ảnh mỗi sáng Phương Anh mở mắt ra là một cái khung cảnh mới, một cái đất nước mới hoặc là một thành phố mới, thì điều đó nó sẽ vô cùng thích thú, bởi vì Phương Anh không thể không cần phải di chuyển lên xe, Phương Anh không cần phải lỉnh kỉnh hành lý, mà Phương Anh chỉ cần enjoy buổi tối, enjoy cùng gia đình hoặc là cùng bạn bè và ăn uống thoải mái cũng như là tham gia các hoạt động vui chơi giải trí hoặc là coi show. Như Phương Anh thấy đó, cái show mà Con đường tơ lụa, Phương Anh thấy không những về những cái biểu diễn trên sân khấu mà nó mang một cái nội dung rất là hay, chuyển thể từ một cái quá trình mà dẫn tới cái việc mà từ xưa mình không có những cái lụa để mặc như ngày hôm nay, chị em mình mặc ngày hôm nay, mà nó đã như thế nào để mang những cái nước vải đi từ đông sang tây như thế, thì đó là một cái mà chị rất là cảm thấy rằng là mình thu nạp vào kiến thức cho mình rất là tuyệt vời. Dạ đúng rồi, em cũng rất là đồng ý với chị cái ý kiến đó. Tức là mỗi khi mà mình đến với một đất nước, mình đến với lại một cái vùng đất mới, mình sẽ có rất là nhiều cơ hội để vừa học hỏi về văn hóa của họ, về con người và về lịch sử của họ, và đồng thời cũng sẽ giúp cho mình mở mang thêm kiến thức và nhận ra rằng đó là bản thân mình thật là nhỏ bé, và càng đi ra ngoài thế giới thì sẽ càng nhận thấy rằng là mọi thứ rất là rộng lớn và mình có rất là nhiều cơ hội để học hỏi ạ. Và em cũng thích một cái điều ở trong cái chuyến du thuyền này, như hồi nãy chị cũng chia sẻ, đó là khi mà mình đi bằng đường bộ thì thực ra mọi người hay chán nản cái chuyện là mình phải di chuyển rất là nhiều, nhưng mà đặc biệt đó là ở trên du thuyền đó là cứ mỗi buổi tối hoặc là mỗi buổi sáng khi mình thức dậy là mình ở một cái nơi hoàn toàn khác, và cái quá trình di chuyển đó là mình không có cảm thấy mệt mỏi gì cả, tại vì mình chỉ ở trên du thuyền thôi, là mọi thứ nó không hề say sóng nè, xong không hề tốn thời gian cả, tại vì thời gian đó là mình dùng nó để tận hưởng tất cả mọi tiện ích
hay là những cái show, những cái chương trình âm nhạc này, chương trình văn hóa trên du thuyền, nên là mọi thời gian đều được tối ưu hóa và mình luôn luôn có một cái trải nghiệm rất là đặc sắc rồi. Thì em cũng thấy là khi mà công ty mình chọn cái hướng đi là chọn du lịch của du thuyền này thì nó là một cái hướng đi rất là đặc sắc và không có nhiều công ty chọn cái hướng đi này trên thị trường. Thì khi mà chị chọn một hướng đi mới như vậy thì chị cảm thấy có nhiều khó khăn không ạ? Và có những khó khăn nào? Thực ra thì rất là nhiều cái khó khăn. Ban đầu chị vào cái khai thác loại hình du lịch bằng du thuyền này từ năm 2011 và lúc đó chị rất là, nói chung là cũng phải qua rất là nhiều cái gọi là gặp ghềm sóng gió thì chị mới ký được cái hợp đồng với tập đoàn Royal Caribbean. Thì như Phương Anh biết đó, làm cái gì cũng vậy hết, nó cũng sẽ khó khăn từ lúc đầu. Thì chị cũng đã vượt qua cái sự khó khăn để làm sao cho được cái tập đoàn này họ thấy được cái khả năng của mình để làm sao để họ ký với mình. Là cái điều Phương Anh cũng biết, nó sẽ có những cái chị phải thử thách như thế nào. Thì cuối cùng thì tập đoàn Royal Caribbean đã chọn chị là cái đơn vị để ký hợp đồng khai thác để đưa khách Việt Nam mình lên những cái chuyến du thuyền như thế này. Và lúc đó thì khi mà chị, cái điều mà tụi chị rất là gọi là sự nỗ lực, lúc nào cũng nỗ lực cũng sẽ mang đến cho chúng ta sự thành công. Khi mà chị ký xong, và đó là năm 2011, và thế là đến hết một năm đó thì chị có một cái cơ hội được vùng mời qua bên vùng để họp một cái buổi với những cái công ty khác ở khắp nơi trên thế giới. Thì chị cũng rất là bất ngờ khi mà giám đốc vùng có chia sẻ với cả khán phòng đó là bên đơn vị chị Star Travel là một đơn vị mà năm đầu tiên đạt được con số trên 1.000 khách, và điều đó nó mang đến cho chị sự khích lệ rất là tuyệt vời để mà chị có những cái sự thành công như thế nào. Và chị cũng rất là hãnh diện khi mình đã là một người tiên phong để mang cái loại hình du lịch sự trải nghiệm đẳng cấp này đến với du khách Việt Nam. Và điều đó là nó có thể nói nó là mãi mãi gắn liền với chị, và đó là cũng là một cái điều mà chị cảm thấy rất là hạnh phúc cho đến ngày hôm nay. Mỗi khi chị đặt chân đến du thuyền thì Phương Anh, sau hôm nay cũng là cái ngày cuối trên du thuyền, chỉ còn có mười mấy tiếng nữa thôi là chúng ta đã rời chia tay với du thuyền rồi. Thì chị không biết Phương Anh có cảm nhận như thế nào, và em có những điều gì em thích và có những điều gì em chưa thích, chưa hài lòng, thì em có thể chia sẻ với chị để chị có thể nâng cấp hơn cái dịch vụ hay không? Dạ vâng, thì em cũng xin chia sẻ là hồi nãy giờ thì mình nói về cái chuyện là du thuyền này rất là đẳng cấp và năm sao, thì quả thật đó là một điều mà em hoàn toàn đồng ý. Mà ở đây em cũng muốn nhấn mạnh một cái khía cạnh khác, đó chính là cái sự đa dạng của chiếc du thuyền này. Tức là khi mình nghĩ là mình đến đây, mình ở trên du thuyền này 5 ngày, hoặc là khi mình đến với những cái tour du lịch khác thì sẽ có thể ở lâu hơn, thì mình sẽ nghĩ rằng là đến một lúc nào đó thì mình sẽ cảm thấy chán, hoặc là mình sẽ thắc mắc là không biết có những hoạt động nào để cho mình vui chơi trong vòng 5 ngày. Nhưng mà thực tế là ở đây mọi thứ rất là đa dạng, sẽ có rất là nhiều mô hình nhà hàng, là rất là nhiều quán cà phê khác nhau để mà phục vụ du khách. Và hơn nữa là khi mà du khách đến thì du khách có thể đến với theo kiểu là đi gia đình nè, sẽ có các hoạt động dành cho trẻ em, dành cho thiếu nhi, rồi dành cho cả gia đình, dành cho các những người lớn tuổi. Hay là du khách đi theo kiểu cặp đôi cũng có những hoạt động rất là phù hợp với việc là cho những cặp đôi lưu giữ kỷ niệm hoặc là hâm nóng tình cảm nữa. Tức là một khi mà du khách muốn đi du lịch, muốn đi trải nghiệm thì đến với du thuyền của mình thì sẽ có tất cả mọi thể loại để mà phù hợp và để mà phục vụ cho du khách của mình. Thì bản thân em trong 4 ngày qua và chắc chắn là ngày mai khi mà trải nghiệm ở du thuyền đó, thì em cảm thấy tức là từ chữ A, từ miệng, từ mắt chữ A đến trên miệng chữ O, tức là mỗi ngày đều luôn có những một hoạt động mới. Có ngày thì em được đi xem show, giống như hôm qua chị cũng giống như hồi nãy chị cũng chia sẻ, đó là show The Seal, con đường tơ lụa. Hay là cái ngày đầu tiên lúc mà em đến, cũng đến cái khán phòng đó thì không có chiếu show, nhưng mà đó là một cái disco, thấy một cái sàn nhảy, một cái sàn nhảy rất là hiện đại, đó là khi mọi người đều đeo tai nghe, như vậy là vừa ai cũng vừa có thể giải trí theo cách riêng mình mà không hề làm ảnh hưởng, làm gây tiếng ồn với những người khác. Xong rồi ngoài những cái
những cái khu sàn nhảy đó ra thì mình còn rất là nhiều quán bar rồi nhiều cái chỗ hát karaoke khi mà tất cả mọi người đều có thể vui chơi và giải trí và cũng như là giao lưu với nhau, thì thật sự rằng đó là em cảm thấy rất là ấn tượng với lại cái sự độc đáo, sự đa dạng của những cái hình thức hoạt động ở trên du thuyền này. Dạ, đặc biệt là chị cái du thuyền này á là dành cho nhiều thế hệ, có nghĩa là kể cả ông bà, cha mẹ, con cái, từ trẻ nhỏ đến người lớn, cái đó đều tâm huyết nhất của chị. Bởi vì khi chúng ta chọn một chuyến du lịch, làm sao để chúng ta làm hài hòa hết tất cả mọi người trong gia đình là cái điều, cái sự lựa chọn đó rất là, nói chung là rất là phức tạp. Mình cứ nghĩ là nó dễ dàng nha, nhưng nó sẽ rất là phức tạp. Nhưng mà trên du thuyền thì chị nghĩ sẽ giải quyết được cái vấn đề đó. Bởi vì mỗi người cùng trên một chiếc du thuyền nhưng mà có những trải nghiệm khác nhau, và như vậy thì không có ai ganh tị nhau hết. Giống như là thôi con muốn thích đi cái này, con thích đi kia, ok con có thể thích đi bất cứ một chỗ nào, đều cũng có người để phục vụ con cả. Và thậm chí có những anh chị cha mẹ có con nhỏ mang theo thì muốn hâm nóng lại tình yêu cũng có thể gửi con vào cái câu lạc bộ trẻ con, và lúc đó ở đó có cô giáo, có cô bảo mẫu để lo cho đứa bé, và bố mẹ cứ đi enjoy tự do. Đến giờ thì đến đón con về thôi. Thì cái điều đó chị nghĩ là cũng khó có cái chỗ nào có thể làm được cái điều này như vậy. Còn ba mẹ thì có thể chơi hoặc là về phòng nghỉ ngơi, hoặc là đơn giản là chỉ cần nằm ở những cái ghế như thế này để thưởng thức không khí biển, thưởng thức không khí mà nó tuyệt vời như thế này. Và thật là năm ngày qua để mà trải nghiệm du thuyền đó thì em cảm thấy nó không có đủ chị. Em cảm thấy rằng đó là cái điều mà em rất là tiếc, đó là thời gian trôi quá nhanh mà có rất là nhiều thứ để xem và để trải nghiệm và để thử ở trên du thuyền này. Và cũng như là có rất là nhiều thời gian để mà được dành với lại gia đình, với mẹ, với lại với tất cả các thành viên trong đoàn. Thì quả thật rằng là thời gian thật là ngắn nên là một cái điều mà em hơi tiếc thôi. Nên hy vọng chị là tôi lâu lâu đây để mọi người cùng nhau chơi cho nó vui. Như nãy giờ Phương Anh chia sẻ là Phương Anh rất là thích đi du thuyền, và Phương Anh cảm thấy đang thấy tiếc nuối khi mà chúng ta sắp chia tay với du thuyền. Thì không biết là Phương Anh nghĩ rằng là Phương Anh sẽ ước mơ đi được một chuyến nào nữa hay như thế nào không Phương Anh? Dạ, bản thân em thì cũng là một người có đam mê du lịch rất là lớn, nên là em thì cũng rất thích trải nghiệm ở nhiều nơi, và đặc biệt là em rất thích đến với châu Âu ạ. Khi ở đó thì có một nền văn hóa và nền lịch sử rất là dày và rất là phong phú ạ. Nếu mà nói đến châu Âu bằng du thuyền thì chị nghĩ đó là một cái sự lựa chọn thật sự là tuyệt vời và thật sự thông minh. Bởi vì châu Âu thì chúng ta đi từ nước này qua nước kia, nhưng mà nếu chúng ta trải nghiệm bằng đường bộ thì nó cũng có cái hay của nó. Nhưng mà thật sự để mà hơn, chị làm trong ngành du lịch rất là lâu rồi và chị đi rất là nhiều nơi trên thế giới, và chị nghĩ du thuyền là sự lựa chọn tuyệt vời nhất để chúng ta trải nghiệm ở những cái nước ở châu Âu. Bởi vì sao? Bởi vì thứ nhất là từ nước này qua nước kia, chúng ta mỗi sáng thức dậy là chúng ta đã đến một thành phố khác, đến một đất nước khác rồi. Còn nếu như chúng ta đi bằng bằng xe đó thì chúng ta lại phải ngồi trên xe, check in check out khách sạn nhiều lần, rồi phải ngồi trên xe, rồi thay vì cái thời, tại vì các bạn biết ở châu Âu người ta chỉ lái xe, người ta chỉ chạy được nhiều nhất là 12 tiếng một ngày thôi, và không thể nào người ta lái đêm được, mà lái đêm thì các bạn cũng phải ngồi đúng không? Thì khi mà chúng ta đi bằng du thuyền thì buổi tối chúng ta lên tàu chúng ta ngủ, và sáng sớm ngày hôm sau là chúng ta đã đến cái điểm mà chúng ta muốn rồi. Thì cái điều đó là rất là tuyệt vời. Bởi vì, và thứ hai nữa đó là ở châu Âu á, từ khoảng 6-7 giờ là gần như không còn cái những cái trải nghiệm ở trên đất liền nữa, chỉ có là chúng ta có thể đi cà phê thôi, chứ còn shopping hay mọi thứ nó đã đóng cửa rồi. Như vậy thì chúng ta làm gì bây giờ? Chỉ có về khách sạn và ngủ thôi. Như vậy thì thật sự nó rất là lãng phí, bởi vì chúng ta bay một đoạn đường xa để đến châu Âu mà chúng ta lại trải nghiệm cái gọi là nó ít ỏi như vậy thì nó cũng tiếc đúng không? Thì cho nên là cái du thuyền nó sẽ là một cái sự lựa chọn của người Tây, cũng từ Á sang Âu, từ Đông sang Tây rất là nhiều. Bởi vì Phương Anh biết là tập đoàn Royal Caribbean có 60 con tàu, Spectrum of the Sea là 160 con tàu thôi của tập đoàn Royal Caribbean, chiếm hết 30 con tàu đang ở châu Âu, đang ở châu Âu ở các cảng như là Venice nè, Rome nè, và cái con tàu lớn nhất thế giới đang chạy ở tuyến châu Âu. Và nếu có thời gian thì chị sẽ mời Phương Anh cuối tháng 9 này để đi trải nghiệm cái chuyến đi của chị trên cùng với tàu Wonder of the Sea, là tàu lớn nhất thế giới, và tàu đó sẽ đi châu Âu
vòng quanh qua một số nước như Tây Ban Nha, Pháp và Ý. Thì chị bên chị đã làm được rất là nhiều cái chương trình đó rồi, và sự trải nghiệm này khách rất là thích. Thì nếu như mà Phương Anh thấy hứng thú thì chia sẻ và cũng như là cùng với chị để tham gia cái chuyến này. Wow, trời, nghe thật là hấp dẫn và thú vị luôn ạ. Trời, chỉ mới nghe chị giới thiệu có mấy câu thôi là em thấy rất là muốn đi rồi. Nên là em cũng đang thắc mắc là ví dụ như với em hoặc là với tất cả mọi người khác, khi mà có những nhu cầu muốn tìm hiểu thêm về những cái tour hoặc là cái hình thức khác của công ty mình đó, thì có thể liên lạc với công ty mình qua những cái phương tiện nào hả chị? Để mà tham khảo các chương trình thì Phương Anh và các bạn có thể lên trang web startravel.vn hoặc là trang fanpage của bên công ty, đó là Star Travel International. Và các bạn cũng chia sẻ xem trên cái kênh YouTube của Star Travel. Sắp tới đây sẽ có những cái hình ảnh về chuyến du thuyền này, và đặc biệt là có Phương Anh trên đấy. Chắc chắn là khi mà em chia sẻ những hình ảnh đó thì sẽ có rất là nhiều bạn bè và cũng như là người thân trong gia đình của em sẽ nhắn tin hỏi em là trời ơi đi đâu đẹp quá vậy, làm sao để mà anh chị được đi như vậy rồi, chắc chắn luôn á hả? Thì vì quả thật đó là cái chuyến du lịch này mang đến rất là nhiều trải nghiệm vô cùng độc đáo và rất là đẳng cấp và năm sao, nên rằng là khi mà Phương Anh cũng mong muốn là với những cái hình ảnh mà mình chia sẻ như này thì sẽ thôi thúc mọi người đến đăng ký với lại Star Travel để được trải nghiệm những cái điều mà Phương Anh đã trải nghiệm trong năm ngày qua, và chắc chắn rằng là mọi người sẽ không cảm thấy thất vọng một chút nào cả. Thì chỉ có một chữ A và chữ O mà thôi, cái từ đầu cho tới cuối, và chắc chắn là mọi người sẽ cảm thấy vô cùng ấn tượng. Chị cảm ơn Phương Anh, cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng với công ty Star Travel, và hy vọng là sẽ phục vụ các bạn trong những chuyến đi tới. Em cảm ơn chị Nhung rất là nhiều, và cảm ơn chị Nhung đã cho em và các bạn có một cơ hội để đến trải nghiệm một cái dịch vụ 5 sao trên chiếc du thuyền Spectrum of the Sea này ạ. Và hy vọng rằng là chúng ta sẽ có nhiều lần được đi chơi trong những lần tới ạ. Dạ, chắc chắn rồi. Cảm ơn chị Nhung nhiều. Cảm ơn Phương Anh. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Hello world, wake me up to another good morning, time to go. We are all alone.